Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Qua thẩm chỉ liên tâm và được cũng học cả cảm xạ nữa. Thế cho nên là sau khi mà học là trong thời gian học là tôi được hướng dẫn mua đá. Thì tôi về nhà với trường thì đúng là khi mà đặt đá lên để trường rồi thì lúc đầu là còn bình tĩnh nhá. Thế nhưng mà dần dần là nó cứ đi vào giấc ngủ lúc nào là không biết. Thế rồi đến sáng ngày ra là dậy thì người cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Và đặc biệt nữa là tôi thấy có một cái điều nữa là trước đây tôi đã bị thần kinh tọa. Thì cũng qua quá trình tập luyện rồi này khác thì dù sao cũng vẫn còn hơi đau ở chỗ cả vai. Nhưng mà qua quá trình tôi trường tôi ngủ ngon như thế và kết hợp với cả sau khi tôi cảm xạ và sáng nào cũng dậy và tôi tập rung động thư giãn thì đến bây giờ tôi thấy là nó không còn đau ở cái bả vai nữa. Đấy, và người cảm thấy rất nhẹ nhàng mà nó cứ nâng ấy. Mà sáng ra rất thoải mái và đầu óc rất là tỉnh táo. Đấy, cũng từ đó mà gia đình tôi cho đến con trai con dâu rồi thì kể cả thầy ở nhà chùa đấy là tôi có tặng thầy một cặp đá. Thì sau đó là thầy bảo gọi điện cho thầy bảo này làm sao mà tao ngủ mà bây giờ tao quên cả không biết được dậy. Thế rồi thầy lại gọi tiếp tục và đến chiều qua lại gọi tiếp cho tôi là mua tiếp cho cặp đá nữa. Thế rồi không gian của tôi là mấy bên là đều nhờ mua đá cả. Cứ người mua nhờ mua đá thôi. Thế buổi nào đến đây học tôi cũng phải mua đá và đều về. Đấy, báo cáo cái tác dụng của đá và cái tác dụng của cái việc rung động thư giãn qua cái học cảm giác thì tôi thấy cực kỳ là tốt. Tôi thì báo cáo là như thế này. Tức là trước thì tôi cũng có một cái thói quen tức là hay thức khuya và hay đọc sách. Mọi những tài liệu học về cách chữa bệnh này là để mà nghiên cứu. Thế cho nên là nhiều khi là đến lúc mà đi ngủ thì cứ nằm nó vẫn cứ là mông lung ở trong cái đầu mình về cái những cái phần kiến thức mà mình đang đọc đang nghiên cứu đấy. Thế nhưng mà rồi đặt xuống nằm được một lúc và chườm đá và ấm rồi dần dần nó cứ như là nó như người bị thôi miên ấy, xong rồi là cứ thế là ngả dần là ngủ lúc nào không biết nữa. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.